16 tháng 12 năm 2021. Trực tiếp bò lên xe do xe khách ở Đồng Tháp chuẩn bị lên xe. Hiện tại là đi lên 19 gần quý ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Đây có khách tỉnh. Chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến chạy xe. Bò la lên rồi. Chạy bò nhớ về trại thì còn có bao nhiêu anh em tuổi bò tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Nhưng lâu bò thì rất là đông. Thank you.
kế cái anh đen á, đứng đen á, đen trống á, đen kế á. Yeah.